đấy, lâm luôn nè. Chết cái đâu. Ừ, là dính rồi, dính rồi. Trời ơi, coi hay dưới trời. Dính không? Ô, quá dữ, trời đất ơi. Kẻ mà. Đúng là ná thủ thiệt chứ. Phá cái kẻ đó nè. Trời ơi. Ôi ôi, nguyên ổ trứng luôn. Ê, coi sao, coi. Trời ơi. Đây. Ôi, đây nè. Ủa cái ổ trứng này, ổ trứng gì? Đây. Hai nhà đứng con nha. Đây. Xử lý đi. Đây, đứng con. Bắn công chúng vào trong. Rồi chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình có một chuyến đi Cần Giờ để giao lưu đặc biệt Cần Giờ. Nhưng mà hôm nay có rất là đông. Có như là 3 kênh YouTube lên, mình đó là 4 kênh. Thì anh em đang trước nè. Hôm nay đi săn cá thò lòi với lại bắn chuột. Mà bây giờ trời chỉ mưa quá trời mới đi rồi. Đây là Đạt Nguyễn Cần Giờ. Cũng chào là ná thủ luôn. Mà đẹp. Anh em mình sẽ đi bắn chuột. Còn anh này tên gì quên ta? Săn mắt nhà bè. Săn mắt nhà bè là cũng có một kênh YouTube luôn. Còn một anh ở trên nữa, kênh YouTube nữa. Đây, anh coi kênh gì, tên Thiên gì? Muôn Lòi. Chào tất cả. Thiên Nhiên Muôn Lòi. Đó, bữa nay thì có 4 kênh. Giờ anh em mình sẽ anh không biết lỗi lấy thùng mất rồi. Không lỗi. Lỗi được mà lâu quá, sợ trời ơi, tôi cũng vậy, vào lộ phải lộ qua xong rồi mới có chuột, chuột sạch nha. Giờ không biết lỗi nổi không nữa nè. Trời ơi, chết rồi, chết rồi. Được không ta? Thôi bây giờ mình sẽ tắt máy mà lộ qua xong kia để kiếm chuột với cá thò lòi nha. Trời đất ơi. Lâu quá không lộ gọi qua xong. Mệt quá trời mệt luôn, đuối giò luôn. Ủa? Chạy hả? Quá trời mệt, bây giờ anh em mình sẽ đi kiếm chuột với cá thò lòi nha. Quá trời mệt. Đây đang phát hiện một con chích. Nó trốn ngay cục cái bụi lụm đó mà. Đừng lỡ nha anh Tùng. Nó mới là nằm ngay cục lụm đó. Bay anh Tùng ơi, bay anh Tùng ơi. Bay anh Tùng. Ủa, nó mới trốn nó mất tiêu rồi. Xuống à. Nó hợp rồi. Ủa cái này căn hiệu mà nó hợp đâu hay vậy trời. Ôi. Trời ơi, nó chạy, nó chạy. Ôi cái con này nó không có cánh rồi nó trốn. Ở đây nè. Em mới chui đâu này nè. Cái này căn quéo à. Hả? Đâu? Ở hay vậy? Ôi ôi, nguyên ổ trứng luôn. Ê, coi sao, coi. Trời ơi. Đây. Đây nè. Ủa cái ổ trứng này, ổ trứng gì? Chích hả? Đây, nguyên ổ trứng luôn, mới vừa bắt được nó. Ủa mà sao cái con này chạy chậm vậy ta? Đây, nguyên ổ trứng nè, coi này được nhiều trứng. 2, 4, 6, 8, 9 trứng. Trứng bự dữ trời. Ôi, bắn hụt mà chụp luôn. Con hả? Hẹn chi nó đâu có bay được. Quất hả? Quất hay chết? Quất. Quất con. Có con hàng chứ. Ê, để nuôi Đạt ơi. Đây. Để nuôi. Bắn hụt nhưng mà chụp được. Quất con nè, nó mới có da có lông mà, bởi vì nó bay không được. Đang đánh con nữa nè. Đang con chạy lại đây nó nặng lắm đây nè. Con 200 lận. Để nuôi nó khôn dữ lắm anh. Đem về luôn, đem luôn. Để nuôi khôn lắm anh Tùng. Mình có tiếng nữa chưa. Trời ơi. Căng chuyện luôn. Nó bự hơn chiếc cúc luôn nè. Trời ơi. Để này cho anh xin ghê lắm. 2 9 trứng là gì vậy? 9 trứng. Trời ơi, một con. Ngay đó một con nữa đó. Nó chạy ra đó. Còn con đó. Con gì kia, chim đó chim gì vậy? Đây phát hiện có một cái con gì nó kêu đây nè, đang kiếm. Bay hả? Nói chung anh em mình bữa nay đi săn thập cẩm nha. Có chim bắn chim. À, cá thò lòi, chuột. Có gì là mình bắt cái đó. Lộ quan xong giờ. Muốn đuối luôn. Đây là toàn rừng nước được không? Quá mệt. Con gì rồi, đang phát hiện 2 con cá thò lòi, không biết có chúng hay không.
đó, rình rình bắn con nổi cái đầu chà bá kìa. Trời ha, người đó cái gì ta? Nổi đầu kìa. Chưa. Rồi, chạy. Chưa. Trời, con này bự ghê luôn. Trời, chạy luôn. Ủa, chạy vù vù luôn. Hai con luôn. Ui giờ. Con này đi. Con này bự nè. Đó, rồi lượm mày. Rồi nó chìm luôn mày. Đâu vậy? Quất ngay đầu chìm luôn mày. Quá hay. Này còn con nữa. Ui, đúng là ná thủ đạt. Nãy quất con. Làm con này nữa coi. Con đu rồi. Con nãy nó chìm luôn đã. Con nãy chìm luôn rồi. Sao không? Trời ơi. Hả? Dạ, sợ sợ dưới mình cũng không ấy nữa đâu. Chào qua chào lại. Trời ơi, con nãy bự ghê luôn. Dạ, có chuột nó ở trên cây bằng như trên lá nào không? Có con, có hàng hay viên đạt kêu nè. Chuột hả? Đây, có hàng. Chết đâu mà thấy vớt xuống hả? Lội rồi. Nó vớt xuống mà. Trời ơi, nằm một con phố này không á. Kiếm nó có lội đâu. Cái này chắc nó chạy quá. Chạy mừng luôn. Bây giờ hái nó chua là tới chuyện luôn. Không, cái này nó canh cá thả lòi ngon. Canh chua cá thả lòi. Quá chạy mừng. Ủa trái này sâu rồi. Cái này nó canh chua tới công chuyện luôn, quá trời luôn nè. Mấy trái già mới ngon. Trái này chín mà nó sâu. Chưa già lắm anh Tùng ơi. Già đâu đó cha. Chưa rồi, cáo đi rồi biết. Cắn đi mới biết. Già không già. Cắn đã ra hồng văn bỏ lại dính trong cái bằng luôn chừng. Không có móng chân luôn trời. Luôn. Nếu là chị nhập ao nha. Đâu. Có thấy gì đâu. Rồi nấu này mới nhiều rồi đó. Thấy không? Nè. À. Ôi cái này miếng mặt hả? Mới đóng mà. Ui cái này không có đâu. Hả? Không có. Dẹp lép à. Mới đóng dẹp lép. Không có. Lấy nè. Lấy cho. Ôi, bắn nha. Được rồi. Anh không có nằm dưới dừa này nè. Chết. Trúng không? Trúng rồi. Đừng bắn ngang nha. Đồng ơi. Mà trúng rồi. Dưới bộ nào không? Không, con đó là trúng, thấy là trúng rồi. Ở dưới còn bảo con nè. Bộ nè. Chắc là chùi xuống cái lá. Con nó bắn trúng thiệt cái lá. Từ dưới còn bảo con nha. Con đó nằm trên lá rồi đó. Ê, đi bộ đến Tùng ơi. Ồ, nó mới chạy xuống nè. Nó bò lên. Bò xuống rồi, nó mới bò xuống ngay chỗ này. Anh Tùng cứ ngồi im đi, chịu nhẹ thôi là nó chạy ra. Đó. Ôi ơi, chết mẹ. Chụp. Được không? U, hay quá. Thôi, được một con. Dạ, nó cắn. Đây. Hai nhà đứng con nha. Đây. Xử lý đi. Đây, đứng con. Bắn công chúng mà chập chúng luôn mới ghê thiệt. Bắn sao bắn chúng mà. Em sao cắm mà. Cái này chuột gì à Đạt? Chuột dừa hả? Chuột lá. Trời ơi, trứng giấy gì bự dữ vậy trời. Giấy. Hả? Trứng giấy hả? Trời đất ơi. Đây, được một con nãy giờ. Mấy tiếng đồng hồ. Trời ơi. Ở dưới đây có mấy con nè. Còn hai ba con này nè.
cái này là phóng ra là chập á. Đừng, 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 làm mạnh quá. Chạy, 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 mày hết hồn kìa. Ừ, trời. Để cái ngay đầu lụm đi. Từ từ dính ổn chứ. Dính ổn chút. Ừ. Có trứng của con nè. Rồi có trứng, ba trứng. Đâu. Ôi. Đây, được ba trứng mình biết. Trời ơi, đã vậy. Trời ơi. Ủa sao mềm hả? Hả? Ủa nóng hổ luôn cái này nắp phải vậy. Trứng ốc chuột bằng ai vỏ mình biết. Mình biết. Ba trứng luôn. Mình biết không? Trời ơi, cái này bỏ ngồi bể luôn. Rồi ủ vậy sao? Mình để ngồi ra về nướng với mấy trứng kia luôn. Hồi nay vô bội thu hai ổ kia 9 trứng, ổ này 3 trứng, 12 trứng. Coi chia là đủ chưa? Coi 9 trứng. 12 trứng. 12. 12 trứng. Kệ bữa nay không có chuột mình về nướng trứng ăn luôn. Trứng này trứng hiếm chứ phải không có à có. Trời ơi, ổ mẹp mẹp tình chứ. Đi từ sáng mới được 3 trứng nè. Đỡ rồi. Thôi thử cái mình phá phá coi nó có chạy không. Có không? Một cục kìa. Có. Đừng 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 núp nít nữa, đừng động nó làm anh thấy rồi đây. Lên đạn đi, lên đạn. Nào nào anh. Đây nè. Thấy không? Ơ hay. Bự 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 bự. Cái một chứ luôn nè. Thấy không? Hay. Đừng núp nít, đừng. Giờ bây giờ có ăn hay không là tin tưởng vào Đặng Nguyễn Cần Giờ. Rồi, nghỉ ăn. Chưa. Nghỉ ăn. Chưa chúng hả? Chưa, đợi xíu, im lặng. Rồi, coi ăn hay không là nhờ phát đạn này nha. Rồi, nghỉ ăn. Chưa chạy luôn á. Chưa chạy, sao vậy? Đừng đi mà con. Ai nhiều cái kẻ gì sụp bắn. Đâu. Cái này phải có chữ. Anh đi. Nó có chạy qua. Nó mày chạy bắn. Cái tao cái này. Thấy không kìa. Từ, chạy lên này. Chạy lên trên kìa. Chạy kìa. Không phải gì luôn. Rồi. Đó. Rồi. Đây. Nè. Nó theo. Nè. Ừ. Anh trời ơi. Đó, lẩm. Đó cái đuôi đó, cái đầu anh đạp. Đó, chúng rồi. Chưa. Ê. Quất. Quá được cái kỳ vậy. Đó, cái mình mày. Rồi. Chơi nó chui xuống lại rồi. Chạy qua kia rồi. Chưa ổ rồi. Không có trúng không mà nó bò xuống lại rồi. Chưa ổ rồi. Con chạy qua đây ơi. Hả? Chưa. Nó mới vô ổ rồi. Vô ổ nó mới. Nó mới vô ổ rồi. Nó mới chạy xuống. Hình như là nó không trúng đạn. Hả? Nó không trúng. Ừ. Vậy là nó thủ được không à? Không trúng rồi chứ. Ổn quá trời ổn. Chưa nó có chậm rồi nãy nó mới bồi xuống nhẹ nhàng đó. Bồi xuống nhẹ trong đây nè. Hay còn nó còn. Đừng đánh qua nha ông. Bóp luôn cái ổ luôn. Chạy đất đó nha, anh ngộn. Ok. Nó giục ngoài luôn anh Tùng. Chuyện này xuống đó nó chạy luôn chứ mình đâu thấy. Thôi rồi, bóng nhé. Ở chuột thiệt bự luôn. Nó còn. Hay là còn dính ở trên cái cục này ta. Ủa nó mất tiêu luôn rồi. Vậy là nó xuống rồi. Người ta gọi tao bắn. Người ta gọi tao bắn tao thấy luôn. Ok. Từ. Quá hay. Trời ơi. Dính hả gì vậy? Dính rồi, nãy tao đã. Ôi trời, cái con mự chạy nha. Ôi. Rồi xong, chổng.
con nói tính gì không được quá lật mình đây rồi má thua rồi. Chính rồi, chính rồi, dính rồi, cái con bự dính rồi mà. Còn không? Đi mày đặt đó, con bự đó. Nó nằm đó. Chụp lẹ, chụp lẹ, chụp lẹ đi anh. Dính rồi. Ờ, chết quá. Chết nhắc luôn rồi mà. Chết dữ. Quá xa, quá xa. Viên ngọc. Hả? Chạy qua đó con anh Tùng. Sao không Tùng? Sao không? Sao không lắm bên đó? Wow, quá chắc hay quá. Đây là ná thủ Đạt Nguyễn Cần Giờ, quá hay. Một con có thợ lội chạp phá lửa luôn. Ui ui, đã chưa khổng lồ rồi, lên luôn. Bỏ vô. Bữa nay đi bắt bắn chuột thua, được có một con một. Sang mà gặp con gì cũng giờ anh em mình đi trên đường về gặp con gì bắn con đó. Lộng chồng quay, lộng chồng quay. Dính không, dính không? Nghe tiếng ngon lắm á nè. Nghe cái tiếng là cái ẩm rồi đó. Ừ, nghe tiếng là mạch ngon lắm á. Trời ơi má ơi, đủ đạn, có chừng nha. Ôi 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 ôi, trời ơi, sao vô vô đạn vô, tới tới lùm luôn nè. Chết. Chết không? Ừ là dính rồi, dính rồi. Trời ơi coi hay dữ vậy trời. Dính không? Đù. Quá dữ, trời đất ơi. Đúng là ná thủ thiệt chứ. Nó phái cái kẻ đó. Ôi ôi. Không mà chuyện chạy. Hả? Ôi hay dữ vậy. Dạ. Ôi. Bánh rồi. Có đồ ăn rồi đó. Tưởng đồ đạc bắn dở luôn rồi nha chú. Chỉ có một lỗ chút xíu thôi à. Ôi chừng chỗ này có. Dòm kỹ mới thấy mà để ngay chốc luôn trời. Hay dữ vậy. Thấy cái lỗ chút xíu anh chạy thiếu kìa không? Quá dữ, quá dữ. Hả? Được, được, được. Thấy chưa? Bự chưa? Hy vọng là xin này sẽ lụm nó. Chắc ăn cái nào. Trời ơi, trời ơi. Chưa. Em làm viên nữa, em làm viên nữa coi. Chưa chạy. Làm viên nữa chết à. Trời ơi. Nó chạy luôn á. Ngay em Tùng, Tùng. Ngay đầu nghe Tùng, ngay đầu nghe Tùng, ổn lắm nghe Tùng. Dồi. Trời ơi. Ủa sao nó dính á? Thôi chưa. Nó nằm dưới đất nó đầu nó ta. Ôi ơi, không dính luôn. Từ đến, từ đến. Ngay cái miệng hang luôn. Húng. Lắm. Trời ơi. Dưới cái lỗ rồi nữa. Hai ná thủ này chết rồi. Trời ơi. Dưới cái lỗ. Trời ơi. 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 Ôi quá hay. Đúng là ná thủ. Lắm. Ê ê. Từ. Dưới con mày đâu kìa. Ôi con. Từ con mày ngay cây Tùng. Tùng ơi. Tùng. Đây. Được một con nữa. Ôi dồi ôi, còn con nó chạy đó kìa. Đây là con của ông Tùng bắn. Đây. Đây. Quá ừ. Siêu to. Đầy túi chưa? Chưa. Chưa hả? Cái này bắn có tao mai mới đầy. Tùng đang xử một con nữa. Chết không? Ở đâu không thấy gì luôn vậy trời. Đó đó đó, đó chạy. Trời ơi nó bự. Trời ơi, còn chạy, còn chạy, còn chạy. Có bay còn phim nữa. Quốc thêm viên nữa đi. Con này chắc trường chiêu nè. Thêm viên nữa mới được, nó dính vô mình nè. Đó, ôi, còn chạy, còn chạy, còn chạy, còn chạy. Ôi, chạy. Ê, chưa anh kia. Rồi, xong. Đó, 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 nó còn cái đầu kìa. Một con lặn rồi. Đó, nó có con nó đưa cái đầu nó chạy đó. Dính không, dính không? Trời ơi, dốc quá luôn. Quá hay rồi. Ui. Quá đã. Đâu nữa vậy? Ôi. Đây. Đây toàn sát thủ không? Ôi, dính máu luôn. Đây. Nè, dính ngay chỗ này nè. Quá dữ. Ô, đó, chạy kìa. Cái này của cái anh kia anh bắn. Được mấy em rồi. Đây thêm cá uống sao nữa. Quá dữ. Ôi đây thêm con nữa. Ây. Này cá bông sao. Quá dữ luôn. Chết hả?
U quá hay vậy ta. Thêm một em nữa. Ồ, cái này là đạt nguyễn cần giờ bắn nha. Sảy rồi. Sảy rồi mà trên đây nè. Dính rồi, dính rồi. Con này hơi nhỏ. Kệ. Bữa nay chuột không có cá thề lòi cũng được. Bắn luôn dẻo tay nè. Chết chưa, chết chưa. Ui 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 ui. Trời ơi, nó dính đạn rồi. Bắn cái nữa đi, bắn cái nữa. Trời ơi. Trời ơi, nó dính vô máu rồi. Trời ơi, có nó bự quá trời ơi. Chạy cho mẹ. Thấy cái lưng máu không à? Ngay ớt luôn. Ừ, đúng rồi. Ôi ôi, vậy mà lặn nổi ta. Ôi còn con kìa. Trời ơi, nó phóng rồi. Trời ơi, chú mất tiêu luôn rồi trời. Ôi uổng ghê, con cá cầm tay luôn. Trời ơi. Trời, ta đặt nguyện gần giờ. Trời ơi. Bắn mà kiểu trời không. Trời ơi. Trời chạy xuống luôn. Bắn nào ta thôi ta. Cuối hàng đó, trời ơi, cái con này chết. Tôm nữa trời. Ôi nhiễu vậy hả? Nhiễu vậy. Đây là thành quả anh em mình đi hồi sáng giờ luôn, mấy tiếng hồ. Đây ở cái con này con gì quên rồi. Chích chuột, đi bắn chuột được con à, được mới cái lòi nặng tôm mình lụm. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 cái lòi con này chấm sao. À, rồi anh em mình sẽ nướng chui chú cá này với lại con này luôn. Ủa, còn ổ trứng mà nó chạy mà lấy cái ổ trứng chín trứng đi. Cần không? Sao em lấy được? Hả? Sao em lấy được? Thì sao hả? Ừ quên ở đây, trong túi áo mình còn lấy gì trứng á. Trời xa lắm, đây chạy nó xa lắm. Không để bỏ luôn hả? Để lấy chịu chịu lấy. Đây, hai cái trứng. Ủa, trứng này trứng gì? Bị bẹp không ta? Nãy ba trứng mà lộ qua xong mất hết trứng. Còn hai trứng. Chín cái gì? Có chín nhắn luôn. Nóng hả? Nó muốn nổ, nó banh gì nó nổ. Tôi không biết ra nữa.
thì nãy giờ anh em mình nướng chín rồi. Đây, cá thò lòi. Cái này là trứng rắn. Cái này là trứng trứng gì bông bông quên. Dạ. Quái. Trứng chết. Rồi với cái loại trứng mép bẹp nữa. Rồi cái này là chuột. Cái này là đâu à? Cá bóng sao. Đó, bữa nay quá trời luôn, đi săn bắt được gì bắt đó. Thì anh em mình sẽ ăn nha. À, anh này nãy ủa anh xin về thiên nhiên muôn rồi. Rồi thiên nhiên muôn rồi nãy xui bị vớt cái máy cái tấm. Cái tấm xuống. Mà anh em nghĩ là cứu không nổi đâu. Tại vì vớt nguyên con chứ rồi. Hên xui. Còn còn một anh nữa này nãy về trước rồi, bắt Tùng Lê săn bắt. Cái gì? Tùng Lê săn bắt. Tùng Lê săn bắt. Hồi nãy đi tới bốn anh em với lại thằng em nữa mà ông kia ông mất công việc về thì còn bao nhiêu mình ăn bao nhiêu. Nãy đi, con nào nãy đi. Cá chứ đi. Rồi. Mẻ nha. Cá này ăn hoài không biết chán luôn. Chuột ra nhau ăn đi. Nhau nãy ăn đi em rồi. Cá thò lòi. Đồ này không ngon đồ đó à? Qua hộp cá rồi. Thịt không rồi nè. Đây. Trời ơi. Cái này thằng ngon nhỉ. Hay ra ăn đi. Đồ quá. Mời mọi người luôn nha. Mời cả nhà ăn trứng rắn nó ngon quá, ngon ngon ngoài ngon. Xào. Ăn ăn trứng rắn. Trứng chích mà cái trứng rắn. Bị nổ hết rồi. Nãy nướng nóng quá nổ. Cái này để cho lộn hả? Lộn luôn rồi. Nó để cho luộc ngon rồi. À, luộc ngon. Trời ơi, hồi nãy bỏ xuống gì mà nướng kiểu bằng đạt mà bỏ trong kia. Giờ chưa chín luôn. Đồng chín nó nổ quá. Ừ, nó nóng được nóng ghê lắm. Nhưng mà lâu lâu lắm, cả ngày nó nóng không vừa. Để chắc nó đưa cái nãy nó đi độ nướng nướng để tối giờ hai vợ chồng ăn mà. Tới tối mới chín rồi. Nóng được là dai lắm. Cơm ngon. Đâu rồi? Hai cái lòi luôn ha. Rồi. Hay làm cái nước chấm này ngon dữ trời. Ghê không? Chấm cái tới trong chuyện nó mặn mặn chua chua ngọt ngọt. Vì chứ thấy ớt đỏ là có lý rồi đó. Chắc ngon kìa. Dằm cái đường ở dịu ha. Ừ. Rồi cho mướn con chuột coi. Dạ. Con chuột. Ừ. Chuột hai đuôi rồi. Mình chân mình cái. Bơi bơi bơi. Đi nãy lội ngang xong rớt đùi. Sáng giờ là quay đã. Là đi săn chuột với cá thò lòi mà có con chuột mỏi. Chứ bỏ đi. Răng nghe. Người miếng chuột nha. Hết. Đây người miếng chuột đi. Cạo họ thịt da giáo luôn nè. Ăn dở đó. Ăn bể nè ơi. Ừ. Ta ăn bể chân nè. Để ớt rồi vô trời. Ừ. Đỡ công chuyện luôn à. Ít hà không ăn luôn nè. Đỡ công chuyện nè. Sạc nè, phun từ luôn vô nè. Dồi sen nè. Thứ nào chịu nổi. Chỗ này chuột dừa hả chú? Chuột lá hả? Lá hả? Ừ, lá ngon. Thì nó cũng như chục dừa, chẳng qua đây nó không có dừa nó lên thôi. Thì nó lá chứ nó thì cũng yên như cái dừa, chục dừa. Ngon hả nè, chục hơn. Ngọt lắm. Ngọt. Rồi cái này mà roti ngọt ngọt, đặt sữa làm á. Rồi hai món rồi, bây giờ tới con... Nè, đuổi chích nè. Đuổi anh, đuổi luôn anh. Đuổi đi. Mày ngăn mấy cái dở dở không à? Đâu, thử trứng rắn. Ngăn mấy cái ức được không à? Hay là trứng... trứng rắn gì quên đây? Ngựa. Nó không ngựa. Đây, đây là cái đùi con chích. Lần đầu ăn trứng rắn ngựa. Ngựa. À, ăn trong nhảy như ngựa luôn nè. Chín vô trời. Chín rồi. Trời thơm phức mấy ông ơi. Thơm mà sao nhăn chứ vậy? À. Thơm mùi phức luôn á. Cái gì? Này còn nóng vậy. Còn dày. Ăn trứng gì chứ? Trứng rắn nó vỏ dày mà nó dai kìa. Trứng ấy. Trời lột ra y như hột mít. Nè 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 nè. Lột như hột mít nè. Bể không? Bởi vì mình ăn còn nguyên. Ừ, nè. Ngon thiệt. Ngon. Mình ăn y như cái mệt. Ngon. Ăn nó giòn mà nó thơm cũng béo vậy chứ. Nó dự y như cái mề hột thịt lộn nha. Mà nó mềm hơn. Béo, béo lắm. Nghe dễ nghe không đó. Một ngày anh Hiếu. Vậy nhưng mà nó không béo bằng cái trứng như cá mà. Như cũng thơm đó. Nãy giờ chơi thử quá không? Quen bố là hồ xiêm luôn rồi chết. Đây, đây là trứng con chích. Lấy nguyên ổ luôn được chín chân rồi. Nhưng mà nó bị bể, nó lộn luôn. Ăn trứng rắn bổn thay rồi. Chịu đời sao nổi. Rồi vô. À, này đi xuống rồi giật.
anh xuống xuống là anh Hiếu xuống Giao Lưu hai lần là hư hai lần là không bao giờ quay được. Mày chơi không vô thừa cái mày không bao giờ quay trong cái Hiếu được. Không lẽ người ta đi lần đầu đi bị rớt điện thoại mà em có bị gì đâu, tự nhiên cái bấm lên đầu cái không có gì bấm quay xuống à, mất điện luôn rồi hư. Mà nhưng mà sao không có điểm gì á? Lần đầu tiên đi thì cái máy kia nó bị đứng pin. Mà pin. Bữa nay thì nó giác lên đầu nó đổi nó mở 24 đến 54 nữa mà. Mình còn hết rồi à. Mình còn hết sức nữa rồi nó mới hết pin không hết pin. Chứ mình vắng đầu dễ quên lắm. Cái nào dễ quên. Cái chồng đỏ nó béo. Mình còn lông đâu giá mày. Béo. Cái dính thì dính dữ trời. Mà công nhận con đã để sai thiệt ha. Hốt một ổ rồi chín trứng rồi mới ghê á. Ủa cái con nãy đâu phải mẹ đó nó là ta, cái con á. Vậy cái con ổ khác nữa. Không, cái con nhưng mà lứa là lứa nãy là lứa. Còn một con nữa lúc với con nè anh con kia nó chạy rồi kia. Để nó chàng ra. Rồi thì bữa nay mình đi giao lưu với Đạt Quỷ Cần Giờ. Đây là Đạt Quỷ Cần Giờ chiên sang bắt cua với bắt gì nữa? Cá thò lòi. Bắt đầu miếng. Đó, thì ở đây là chú này là ba của Đạt Quỷ Cần Giờ. Đó. Cái nhà này. Còn đây là Thiên Nhiên Buôn Lòi thì mình cũng mới giao lưu lần đầu luôn mà có một anh nữa là đã về rồi thì mất công chuyện rồi thì cảm ơn Đạt Nguyễn Giờ hôm nay dắt anh em mình đi trải nghiệm, nói chung là bắn được mớ cá từ lòi với được con chuột với rồi nói chung là tùm lum cháo nướng mồi rất là ngon. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết clip và ủng hộ mình suốt thời gian qua. Rồi chào tạm biệt mọi người nha, hẹn mọi người cái đôi sau. Bye bye. Chào cả nhà nha.